Cho em hỏi cái này cái để em mở mắt lắp. Nghe em. Ủa em điều khiển cái gì ta? Giờ em làm cái điều khiển PD cho con lắc ngược quay á thầy. Rồi. Xíu em xem màn hình. Khiển đi cho con lắc ngược quay. Xem màn hình em, coi có hỏi gì. Ủa sao không thấy màn hình của em nghe tên ơi. Thì được sức tự em mở không có được. Giờ thầy thấy màn hình của em chưa thầy? Nó đang hiện lên em ơi, Cái đang này hiện lên. em làm con lắc ngược quay BD á, mà em chạy thử cái chương trình GA của thầy á, nhưng Ủa mà cái nó một cộng đó là cái gì ạ? Một cộng vô đó là cái gì ạ? cái này á thầy, cái là cái điện áp. Sai rồi nha. Hình như là cái này em sai rồi đó nha. Tại vì thực là BID, hai cái BID nó cộng vô nhau, nó tác động vô cái tín hiệu vào luôn rồi chứ. Em lấy cái một cộng nó vô có nghĩa là cái điện áp lúc nào cũng được thêm vô một volt hết. Thầy nghĩ nó sẽ điều khiển nó bị lệch đó. Bình thường không điều khiển không có cái một cộng đó đâu. Vì là cái chỗ này nó bỏ luôn á Bỏ luôn á, có nghĩa là đối với điều khiển BID con lắc mà ổn định tại chỗ nha, thì hai bộ BID ghép lại gì là ra tín hiệu điều khiển luôn rồi. Còn em lấy một cộng đó tức là em ép cái tín hiệu điều khiển lúc nào cũng phải dời về một phía. thầy. Hình như cái Sai này bữa không? em cũng thử không rồi, nhưng mà nó, để em thử lại. Tại vì nó cái em để cái timer 10 giây nhưng mà nó kiểu như nó chạy là Khoan nó từ bị từ từ lỗi ở từ. ngay không phải mấy. Em bị lỗi em tắt luôn, thầy có thấy cái gì đâu, em phải chạy cho thầy coi cái lỗi nó là cái lỗi gì chứ. Em mở lại cho nó chạy lại coi thầy coi cái. Nói gì Bật nữa cái lỗi lên thầy coi. Thông số hệ thống em nhập chưa? Không. Em tắt cái lỗi rồi thầy chưa kịp coi cái lỗi của em nữa, chạy lại. Mở cái lỗi lên thầy coi. Chà, khó thấy quá ha. Mấy cái thông số hệ thống em nhập vô chưa? thông số Chẳng hạn như trên đó BD nó có ghi nuôi gì tùm tùm la đó. đi không đi không Đó đó, mấy cái này em nhập vô hết chưa? em chạy cái phút Trước khi chạy em thầy không thấy em nhập. Em nhập đúng những thông số đó thôi nha. Còn em chạy nguyên cái gì CNC, Clear On, rồi SIM thì tùm lum tà la, cái đó không có tác dụng nha. Em dùng cái lệnh SIM này để tính toán thôi. Còn lúc mà em nhập thông số cho hệ thống chạy, em chỉ nhập thông số thôi rồi. Chạy đi. Mà thầy nói với em vậy nè, ngay cả khi em chạy thì thấy cái KB cái IKD em chọn bằng một hết là sai rồi đó. Tại vì cái bộ điều khiển BD này em phải chọn lựa KB cái IKD cho phù hợp, phải dùng GA mà tìm chứ tại em cho đại không tại được đâu. vì bữa bữa là em để cái này là KB1 KI1 vậy thầy, là để em chạy cái GA thì nó bị lỗi, cho nên là Nó bị lỗi em mà cái lỗi gì? Tại vì em chạy mà hệ thống không ổn định nó báo lỗi là chuyện rất bình thường. Chẳng hay nó chạy mới có 0,1, 0,2 giây cái tự nhiên cái nó bị đơ, cái nó báo lỗi về thì cái đó chuyện bình đúng thường. rồi cái nó không phải mấy giây là nó bị lỗi gì đó. Đúng, có nghĩa là nó chạy, cái thông số em chọn không phù hợp nên nó bị lỗi. Nhưng mà trong cái giải thuật di truyền lúc nào cũng có cái khối là stop simulation đó, để mà khi nó chạy lên trời là dừng lại liền để nó không kịp báo lỗi, để nó còn chạy lần kế tiếp nữa.
Em coi các clip di truyền của thầy đi, lúc nào cũng có khối stop simulation, em chưa làm cái khối đó. Clip Nghĩa là di truyền em sao làm em di kiếm truyền này này nè. Em làm di truyền như thầy nhưng mà em không có coi clip thầy làm cho kỹ, cho nên em làm nó bị lỗi, và khi bị lỗi thì em không có coi lại cái clip mà thầy đã làm gì di truyền mà em bay cái vô hỏi thầy à. top simulation đó là mình viết một cái function riêng đúng không Như vậy nè, thầy có 5 clip về giải thuật di truyền. Em phải mở 5 clip về giải thuật di truyền em coi hết, coi có 1 tiếng đồng hồ à. thầy? Thì Em em không mới bắt có đầu hết em cái clip đó như thôi. nè, em phải coi cái đó xong em làm bị lỗi thì mới hỏi thầy, còn em chưa coi cái đó em làm bị lỗi em hỏi thầy thì thầy cũng bắt em coi cái đó à, em hiểu không? Ô thầy ơi, từ giờ tới cuối tuần thầy còn on bữa nào Chào không mừng thầy? các bạn đến với các buổi tối từ 7:40 tới 8:30, còn buổi ban ngày thì thầy có on, bữa nào thì thầy thông báo trên group nhóm cho mấy em hết. Dạ Ừ, vậy giờ để em coi em làm lại có em phải gì em coi giải hỏi thuật di truyền, đúng rồi, thầy. Dạ cái BD này em mò không ra đâu, phải dùng giải thuật di truyền mới mò ra được, mà muốn coi giải thuật di đúng truyền rồi, thì thầy có 5 clip em phải coi cái đó mới được. tại vì bữa em cũng ngồi mò tay Không các được, kiểu luôn mò không nổi đâu, nhưng không nổi đâu. Ừ, thầy mò cũng không nổi, phải dùng giải thuật mà tìm kiếm mới mò được. dạ Còn nếu em dùng LQR sẽ rất dễ, đúng rồi em LQR. cái là QR Ừ, BD nó BD là phải chạy GA nó mới để tìm em. mới ra nổi. Tại vì bình thường BD một vào một ra thì nó sẽ cho em cái phương pháp để tìm. Còn BD đây là hai khối BD nó cộng dồn vô nhau, thành ra là không theo quy luật nào nữa, chỉ có dùng Tại lúc GA đầu mò thôi. em cứ tưởng là cái mô hình toán em xây dựng ở đây nó kiểu như cái phương trình nó bị sai á, cái em cũng À. tính rồi em đưa vô MATLAB em tính lại quá trời luôn. Ừ. Ừ rồi thôi coi clip đi rồi có Dạ gì dạ nhắn thầy nha. Rồi. em cảm ơn thầy. Rồi ok. Dạ thầy, thầy hiểu. Ờ nghe Giang ơi, nha, nghe Giang. Em đã tính xong cái răng MC ở thầy nó dựng ra bằng 4 thầy. À vậy là AB em khả năng là tính đúng là cao đó. Bây giờ giờ em cũng bắt chước Trần Trọng Tinh luôn, dùng giải thuật di truyền mò thông số của thằng Q với thằng R nào cho phù hợp đi. Dạ chỉ có clip đó là có clip cái này là clip thế nào là được đúng không Đúng rồi. thầy? Có clip Ủa mà nào. cái báo cáo của thầy nói là từ giờ tới trước thứ tư sao là phải nộp luôn thầy? Nói vậy thôi chứ mấy em nộp trước. Bây giờ cái tuần 15 là tuần kết thúc đúng không? Thầy kéo cái đó tới tuần 18 cũng được nữa, tại vì nhà trường cho thêm 4 tuần dự trữ rồi. À, rồi, để thầy nhắn với lớp. À, rồi rồi. Tuần 18 cũng được.